Ngày 6 tháng 3 năm 2022, nhằm ngày 4 tháng 2 Nhâm Dần, gần 1.000 quý thiện nam tín nữ khắp các tỉnh thành và khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu niệm Phật một ngày. Sau khi dùng điểm tâm, quý thiện tín Phật tử đã phân tập về các giảng đường thuộc tòa nhà Pháp Luân để cùng bước vào thời khóa niệm Phật, kinh hành và tụng giới. Tiếp đến, đại chúng lắng nghe thời pháp thoại từ Đại Đức Thích Đạo Quang, giáo thọ sư các trường sơ trung cấp Phật học trong và ngoài thành phố, qua đề tài Thương Cuồng Dại, Hận Cuồng Phong. Thế thì vì vậy, trong cuộc đời này, nếu như chúng ta chỉ nghĩ rằng chỉ thương một cách cuồng dại mà không có sự soi sáng của trí tuệ, thì cái thương đó nó để chúng ta nhiều những khổ đau. Rồi bắt đầu chúng ta lại so đo, tính toán, nhìn thấy người này tốt đẹp mà nhìn thấy người thương của mình nó không tốt đẹp như vậy là bắt đầu là gì? Hai hồng. Tôi biết trước như vậy thì tôi đâu có lấy đâu. Anh à, tôi biết trước như vậy thì tôi đâu có lấy bạn. Nhưng bây giờ sao rồi? Bây giờ có mấy bà con mà nó sao giờ là thế nào? Chấp nhận không? Và khi mà không chấp nhận được thì bắt đầu so đo thấy chồng người ta chạy đến miếng, thấy chồng mình chạy đến mắt. Anh à, thế không? Rồi cứ mong muốn tìm được một người chồng tuyệt hảo có không? Trong thế gian này không thể tìm được một người tuyệt hảo, phải không? Tìm được một người chồng mà không cờ bạc, không rượu chè, không trà đình tửu điếm, không gái gú, biết làm ăn, siêng năng chăm chỉ, tìm ở đâu ra? Có tìm một người duy nhất à? Phải không? Con cụ mượn cái tiền thôi, phải không? Chỉ con cụ đó thôi, phải không? Chứ không cụ này đâu, cụ này gặp tiền gặp tháo kề. Thông thường, chúng ta hay hành xử theo lối ngã chấp, ta và của ta, nên dễ sinh ra lòng thương mù quáng, đau khổ, so đo tính toán. Còn nếu chúng ta quán chiếu bằng tuệ giác và lòng từ bi thì mọi sự đều dễ đi đến thành tựu. Sau đó, Hòa Thượng Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp đã có đôi lời đến với đại chúng. COVID-19. Đó là con số mà được báo cáo. Còn những con số mà không báo cáo thì chắc nhiều. Cụ thể như chùa Hoằng Pháp chúng ta đợt này á, là quý thầy với Phật tử ở trong chùa cũng bị nhiễm COVID-19 tới mười mấy người, nhưng mà đâu có báo. Để chùa mình thông báo thì cũng có một số người ở ngoài người ta cũng không có báo. Bởi vì bây giờ đó thì người ta có khả năng để chữa trị, không như những cái đợt năm ngoái chết nhiều quá, ai cũng sợ. Nhưng mà năm nay thì hình như là người chết cũng ít. Vừa rồi ngày Tết đó, thầy nghĩ rằng là do tình hình dịch bệnh cho nên chắc Phật tử cũng như là khách đến chùa lễ Phật tham quan sẽ ít đi. Thế nhưng không ít. Ngày đầu á, chùa mình gửi lọc lì xì cho Phật tử cũng như là khách đến tham quan là hơn 60.000 cái phong bì. Thì quý vị thấy ít hay nhiều? Lúc đầu thầy nghĩ chắc khoảng chừng 20-30.000 là nhiều. Thế nhưng mà hơn 60.000 cái bao lì xì được gửi tặng cho các Phật tử cũng như là khách đến tham quan. Đầu tiên, Hòa Thượng đã nói về tình hình dịch bệnh hiện nay tại chùa và bên ngoài. Nhân sự kiện Tấn Phong Hòa Thượng, thầy đã giải thích tường tận về những danh xưng trong thiền môn. Cuối cùng, thầy giới thiệu với đại chúng về cuốn sách Bài học người Phật tử. Buổi chiều, sau khi thời khóa niệm Phật kết thúc, quý Phật tử cùng thực tập tịnh tọa. Cũng trong ngày 6 tháng 3 năm 2022, nhằm ngày 4 tháng 2 năm Nhâm Dần, hơn 300 bạn trẻ, thanh thiếu niên, độ tuổi từ 12 đến 16 tuổi đã về chùa Hoằng Pháp tham dự ngày tu. Buổi sáng, sau khi đăng ký, quý thầy hướng dẫn các em tập trung lên giảng đường tham gia sinh hoạt.
Sau khi kết thúc thời khóa tụng kinh báo đáp công ơn cha mẹ, Đại Đức Thích Tâm Hạnh đến với các bạn trẻ qua đề tài làm gì để được an vui hạnh phúc. Mỗi người trong chúng ta đều mong cầu một đời sống an vui, nhưng có chắc ai cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc. Thầy phân biệt cho các em biết về hạnh phúc lâu dài và hạnh phúc tạm thời. Cuối cùng, thầy dẫn dắt câu chuyện hướng về sự hy sinh, khó nhọc của hai đấng sinh thành, giúp các em hiểu rõ việc bản thân còn phải làm gì để đáp lại ân tình cha mẹ dành cho ta. Chiều cùng ngày, sau khi dành ít phút tĩnh tâm, các em được thầy thạc sĩ Lương Dũng Nhân từ trung tâm ATY chia sẻ qua chủ đề ba trách nhiệm. Thầy đã truyền tải thông điệp về ba trách nhiệm sẽ tạo nên một sức mạnh to lớn. Trước khi ra về, các em được quý thầy gửi tặng phần quà pháp bảo là cuốn sách Nắng Trong Mưa.